Xin chào mọi người, mọi người làm tranh từ đá cùng với mình nhé. Chép cưới lên đi con. Toán ông cho mình cái ăn qua chua mình mật ong mà mình không lấy nhỉ. Ông toán ăn qua của mình vuốt lên chai mật ong về mà ăn. Ta lấy. Chảy có ăn đến mấy mổ? Bữa nhà đang còn ít, cứ tính toán tôi lại tù mồm. Mình ngại, cái quên. Hắn ngọt lắm. Ô, cha hôm qua tao nhá một miếng sáp, tao nói mình đánh ngọt hắn rồng nên mày bốc luôn. Đúng rồi. Nhá một miếng tua. Cái sáp đó người ta bị yếu là hay hẹn mặn thì vịt đấy chị Phương. Mà hắn không ra lông mà họ nấu lên xong rồi họ chát cho con vịt nó lôi cái phát cái ra lủ. Trời ơi. Nó ngọt hát luôn này. Cái hắn là có em mật mua đâu nguyên mật. Bé ăn miếng nha bố mồm nha. Ăn con để ăn cái tí xoài ở đây nó ố cao bố mồm nha. Ăn bút đình uốc. Kinh khủng luôn. Mà lại ngọt đến mức độ kinh khủng luôn. Đúng là tự nhiên. Thật ra này mật ong mình cũng bột nghệ hay cái chi chi mình mới dùng nhỉ. Ừ. Chứ không thì bình thường mình cũng chưa có dùng hết. Không thông dụng như thế là cái không nấu ăn không được. Mình nấu cháo nấu chè cho mình có bố ăn không được. Chưa. Chứ cái chi đến chi. Em cứ mặt mía à. Mà đồ ông bỏ bóng được. Xếp mồm đi con đá bóng. Xếp thực. Mày
Cô mặc cái áo dần cho cún nó không. Áo dần. Chú biết. Ô, chồng qua vợ chú biết mặc một cái áo zoom đẹp cực nhẹ. Quần liền lên bánh mặc. Dăm. Zoom hay dăm? Dăm, gọi là dăm áo liền cuốn chi. Ừ, nhưng mà để ngang mũ. Áo có ngang mũ thôi. Chưa đi lên nhà. Đừng có mở nhiều nữa, không vô video. Người em nhũ mặc đẹp lắm. Ừ. Giống như người mẫu. Nhưng tôi cái mặt hơi xấu một tí. Anh nói này, ẩn nhớ hôm qua là bên cậu hòa xét là bảo vệ thành quá nghiêm túc nhà mạng nhỉ. Bên Zolando cơ hội mấy chục lần cũng không vào. Cô ấy cũng mấy ngon đấy nhỉ. Đợi nếu ông gọi của xem. Đợi nếu ông gọi của xem mà. Nhãn đang xem mà. Trời nên mà bật điều hòa thì phải 4 giờ mới tắt được. Thì đúng bữa nay 4 giờ mới tắt được. 4 giờ sáng ạ. Ờ thì hôm qua cũng 4 giờ sáng rồi. À không, hôm qua mình tắt lúc 1 tuần nhỉ. Mình thì tắt lúc 11, 1-2 giờ. Hôm qua mình tắt lúc 2 giờ ấy. 1 rưỡi 2 giờ là tắt rồi. Hôm qua là 12 rưỡi tao dạy tao uống nước nó vô. Có mi vô là 12, 1 giờ kiếm mà tao dạy tao đi dở lần nè. Thế tao dạy tao tắt đi nè. Tao tắt thành nấc 1, nấc một số 1 nè. Lúc sau lại là ta bật hết, bật cái gì đây, bật tắt nút nước, làm được hòa, cứ phải đắp nút hết chăn, hết mặt. Mẹ chắc cả ngày thì lúc nhau mẹ mới được nghỉ. 12 giờ à? Không nắn ra nhá. Không, in đi, mẹ đang đến thôi. Trời chú ơi. Vào rồi. Trời ạ. Wow! Wow! Lên trên nhà và vào đi. Yeah.
hoàn thành xong cái bức tranh này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình. Mình nói